Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 27 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 27 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ Đàm Phong và Diệp Phúc đang giao phong. Bỗng nhiên Đàm Phong mừng rỡ trong lòng, đúng lúc này chỉ thấy trong đại hỏa ngập trời kia, một bàn tay màu cam đột nhiên thò ra, rắc một tiếng liền đặt trên đỉnh đầu của hắn. Dáng người của Đàm Phong cao lớn, chừng 8 xích, bị bàn tay kia ấn một cái, lập tức bị ép thành một cái bánh thịt mỏng, chết nếu không thể chết lại. Chân hỏa hừng hực đột nhiên tràn ra hai bên, Diệp Phúc đi ra từ trong hỏa, thổi tắt ngọn lửa trên người, quần áo của hắn gần như bị chân hỏa đốt sạch, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, cơ bắp nổi lên như dao gọt búa bổ, vô cùng mỹ cảm. Chân hỏa của Đàm Phong không làm hắn bị thương tổn gì, thậm chí cả một sợi tóc cũng không luyện hóa đốt được. Ra tay với ta, chỉ có kết cục này. Diệp Húc lướt thi thể một cái, cười lạnh mà nói. Vị nữ đệ tử La Sát Môn kia ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như còn chưa hồi thần. Từ đầu đến cuối, Diệp Húc chỉ điểm thủ một lần, một chưởng liền ấn chết Đàm Phong. Kẻ mà tu vi đã đạt tới chân nguyên kỳ, tu vi tuy thấp nhưng thực lực lại sâu không lường được, không thể dùng tu vi để đánh giá. Diệp Phúc thản nhiên lướt nhìn nàng một cái, xoay người đi đến trung tâm Đồng Lô Cốc. Cô gái trẻ tuổi kia ngẩn ngơ, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cây đàn tranh, khóe miệng giật giật, thần sắc âm tình bất định, lại không dám động thủ với Diệp Phúc. Sau một lúc lâu, nàng ta đột nhiên thu vô pháp lại, cười khanh khách mà nói: "Vị tiểu ca này, người giết trượng phu của ta, chẳng lẽ cứ thế mà đi hay sao?" Diệp Phúc dừng chân bước, quay đầu lại, như cười mà như không, hắn nói: "Sư tỷ, ngươi định làm như thế nào?" Nàng kia nhăn nhó một lúc, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, ha ha mà nói: "Người giết trượng phu của ta, chỉ bằng đền một trượng phu cho người ta mới phải." "Thật là ngại, tiểu đệ không có hứng thú." Diệp Húc áy náy cười nói: "Nếu sư tỷ thật sự không tìm được nam nhân, tiểu đệ liền giới thiệu cho ngươi. Ta có một bằng hữu tên là Chu Thế Văn, tướng mạo đường đường, chín chắn ổn trọng, tuấn tú lịch sự, cùng sư tỷ chính là lương phối kìa." Đôi mắt cô gái kia như nước cẩn tình, trên miệng cười nói: "Ta không cần Chu Thế Văn nào cả, chỉ cần ngươi, không bằng chúng ta liền ở nơi đây, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, hoàn hảo một lần." Diệp Phúc vội vàng xoay người bước đi, hắn cười nói: "Sư tỷ, quyết định như vậy đi, hôm nào đó tiểu đệ sẽ tự mình dẫn Chu huynh tới đưa cho ngươi vậy." Nàng kia ngẩn ra, hoàn toàn không đoán được hắn sẽ từ chối lời đề nghị này, vội vàng mà quát lớn: "Ngươi đứng lại!" Diệp Húc bước nhanh hơn, gào thét nhảy vào trong cốc. Một kiện vũ binh bắt được hơi thở của hắn, chặn ngang. Diệp Húc cũng không trốn tránh, giơ tay bắt một cái, trực tiếp bắt được kiện vũ binh kia, vứt vào trong ngọc lâu. Cô gái kia tức giận đến sắc mặt đỏ lên, dậm chân cả giận nói: "Chẳng lẽ ta không xinh đẹp, dáng người không đẹp, gặp ta như gặp mẫu dạ xoa hay sao?" Diệp Húc bỏ nàng kia ra, xâm nhập vào chỗ sâu trong Đồng Lô Cốc, thở phào nhẹ nhõm. "Bản đa chú, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn chưa mãn 15 tuổi. Mụ yêu nữ La Sát Môn kia, không ngờ định trâu già gặm cỏ non, không thật không biết thẹn mà." "Ta thật là quá xuất sắc mà." Hắn lắc đầu thở dài, xem ra về sau phải biết khiêm tốn một chút rồi. Diệp Húc lập tức bỏ rơi nàng kia, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong Đồng Lô Cốc, hắn thở vào nhẹ nhõm. "Bản đa chú, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn chưa mãn 15 tuổi. Cái mụ yêu nữ La Sát Môn kia không ngờ là định trâu già gặm cỏ non, thật không biết thẹn." "Ta thật quá xuất sắc mà." Hắn lắc đầu thở dài, xem ra về sau là phải khiêm tốn một chút rồi. Tại trung tâm của Đồng Lô Cốc còn có 3 năm nhóm người đều tự liên kết lại để thu vũ binh. Những người này phần nhiều đều là vũ sĩ chân nguyên kỳ, có đệ tử Bách Khoa Cung, cũng có đệ tử La Sát Môn, đều tự tế khởi vũ binh, sử xuất vũ pháp. Vũ binh tình cảnh cực kỳ lớn. Tuy nhiên, thứ hấp dẫn ánh mắt Diệp Húc nhất vẫn là đệ tử Thất Sát Cung, kiếm khí tung hoành, muôn hình vạn trạng. Ở trong mắt của hắn, đệ tử Bách Khoa Cung, La Sát Môn, dù có tu luyện đến tam chân cảnh,
nếu như một chọi một đều không phải là đối thủ của đệ tử Thất Sát Cung. Vô pháp của Thất Sát Cung sắc bén vô cùng, lấy thất sát tinh lực thúc dục vô binh, chém giết vô sĩ chân nguyên kỳ bình thường cũng không thành vấn đề. Những người này thấy hắn xông đến, lập tức như gặp đại địch, dù là đệ tử của Bách Khoa Cung cũng lộ ra vẻ phòng bị. Diệp Húc xông thẳng qua Đồng Lô Cốc, đột nhiên một luồng hơi nóng kéo tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một tòa núi lửa đang hoạt động, chỉ cao có 500-600 bước. Miệng núi khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, vẫn có dung nham sôi trào, cũng không chảy ra, rất là quái dị. Bên cạnh miệng núi lửa còn có một tòa cung điện, hẳn là nơi luyện đan của chủ nhân Vu Hồn Giới. Ngọn Hoạt Hỏa Sơn này không có địa phế, làm sao có dung nham được đây? Tinh quang chợt lóe trong mắt của Diệp Húc, lập tức nghĩ đến điểm then chốt. Tòa Hạt Hỏa Môn này là do chủ nhân Vu Hồn Giới dùng đại pháp lực thần thông khuân từ thế gian vào. Núi lửa chỉ có địa phế vô cùng nóng bức, dung nham từ trong đó mới có thể phun ra miệng núi lửa. Đây là kiến thức phổ thông. Mà tòa núi lửa trước mặt đây ở trong Vu Hồn Giới không có khả năng liên kết với địa phế, cũng không biết lấy ra dung nham và nhiệt lượng từ chỗ nào, hừng hực thiêu đốt không biết bao nhiêu năm chưa từng tắt đi. Ngọn Hoạt Hỏa Sơn này là nơi chủ nhân Vu Hồn Giới luyện đan, dùng địa hỏa luyện đan. Tuy nhiên địa hỏa nơi này có lai lịch vô cùng cổ quái, hơn phân nữa là bên trong núi có một kiện vu bảo có uy năng vô cùng hùng mạnh, mới có thể cung cấp nhiệt lượng không ngừng cho núi lửa như vậy. Hắn có thể nghĩ ra điểm đó, những vu sĩ vào trong Vu Hồn Giới hẳn cũng có người nghĩ đến, lại không có người vào trong núi lửa này thu vu bảo. Có thể thấy được vu bảo chôn trong ngọn núi này cũng không đơn giản như tưởng tượng. Diệp Húc nhìn thấy có hơn 10 vu sĩ đang đi đến cung điện trên đỉnh núi, có đệ tử Quỷ Vương Tông, La Sắt Môn, Bách Khoa Cung, Thất Sắt Cung, lại không thấy Huyết Thần Bảo. Hắn không khỏi tò mò, từ lúc hắn tiến vào Vu Hồn Giới tới nay đã qua một ngày, đều đã nhìn thấy những đệ tử bốn môn phái khác, chỉ chưa thấy người của Huyết Thần Bảo. Nếu nói Huyết Thần Bảo toàn quân bị diệt, cái kia tuyệt đối là không thể xảy ra. Hắn nhìn qua Huyết Thần Kinh, cũng từng giao thủ với người tu luyện Huyết Thần Kinh, biết rõ sự lợi hại của môn vu pháp này. Nếu nói đệ tử Thất Sắt Cung công kích sắc bén nhất, như vậy đệ tử Huyết Thần Bảo lại làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Nếu giao thủ với đệ tử Huyết Thần Bảo, không cẩn thận sẽ rất dễ mất mạng, trở thành thuốc bổ cho đối phương. Môn công pháp này ác độc quỷ dị, giết người càng nhiều, tu vi càng mạnh, hơn nữa rất khó giết chết. Lúc trước hắn giao thủ với vài tên lão bộc Quỷ Vương Tông, dựa vào ba con yêu thú là Hoa Hổ Điêu, Can Sải Giao và Hùng Bi. Hoa Hổ Điêu là tự cổ dị chủng, Can Sải Giao có huyết mạch của giao long, mà Hùng Bi là đại yêu có lực lớn đến có thể so với hắn, cho nên lúc đó Diệp Húc mới có thể thắng được. Nhưng cũng có một nguyên nhân khác, mấy tên lão bộc kia dù sao cũng là nô tài của Huyết Thần Bảo, không đạt được Huyết Thần Kinh chân truyền, có nhiều chỗ lầm lẫn cũng không đầy đủ. Nếu là bản Huyết Thần Kinh hoàn chỉnh, vài tên lão bộc kia căn bản sẽ không khinh địch mà chết như vậy, thậm chí nói không chừng kẻ chết chính là Diệp Húc. Người Huyết Thần Bảo đến giờ còn chưa xuất hiện, rốt cuộc là đang giở trò gì đây? Diệp Húc khẽ nhíu mày, bước nhanh tới trước miệng núi lửa, một làn hơi nóng đập vào mặt, khiến cho môi cùng lưỡi của hắn đều khô, dường như nhiệt khí đốt tất cả nước trong cơ thể hắn bốc hơi đi vậy. Hơn nữa, càng gần đỉnh núi, nhiệt độ càng cao, hơi nóng bức nhân làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Bản thân nguyên khí của vu sĩ liền có nhiệt độ cực cao, hừng hực như liệt hỏa, thậm chí có thể trực tiếp dùng nguyên khí đốt nóng lò đỉnh luyện đan, nhưng nhiệt độ nơi đây so với nguyên khí nóng hơn rất nhiều. Cửu chuyển nguyên công của hắn đã tu luyện đến đệ thất trọng, có thể ngạnh kháng với cả chân hỏa. Nhiệt độ núi lửa dù cao nhưng hắn còn chưa đặt vào trong mắt. Những người khác không có khí lực dũng mãnh như hắn, thỉnh thoảng có người dùng vu pháp kéo lũ lụt tới, rồi từ đầu tới chân dùng nước để giảm nhiệt. Thậm chí có mấy người tu vi thâm hậu, trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây đen không ngừng mà chút mưa xuống. Còn có một gã đệ tử Bách Khoa Cung tế ra một con băng hùng hiếm thấy, quanh thân có băng tuyết vần quanh, bảo vệ vài vị sư tỷ, sư muội bên cạnh. Những thứ đó là vu pháp thần thông cực kỳ kỳ diệu, có chứa những kỹ xảo vận dụng làm cho người ta xem thế là đủ. Diệp Húc nói cho cùng trở thành vu sĩ trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, đối với việc lĩnh ngộ kỹ xảo vận dụng vu pháp kém so với những vu sĩ kia tầm vài năm, thậm chí là mười mấy năm. Tuy nhiên hắn cũng trưởng thành rất nhanh, tiếp nhận những tri thức kinh nghiệm của những người này, khiến tầm mắt của mình càng mở rộng ra, vu pháp càng trở nên linh hoạt đa dạng. Phía trước đã có mấy người sắp đi đến đỉnh núi, đột nhiên một người trong đó quanh thân toát ra liệt hỏa hừng hực, két một tiếng bị đốt thành tro tàn. Những người khác vội vàng dừng chân lại, lộ ra vẻ cẩn thận. Nhiệt độ nơi này đã đạt tới cấp bậc chân hỏa, dù bọn họ tu luyện đến chân nguyên kỳ cũng không thể chịu đựng được. Một gã đệ tử La Sắt Môn tế khởi vu binh bay đến tòa dược cung kia, vừa mới bay được nửa đoạn đường
liền bị hơi nóng hòa tan, lập tức bốc hơi hết. Lại có một gã đệ tử Quỷ Vương Tông đột nhiên cười quái dị. Hắn lên tiếng nói: bảo vật trong tòa dược cung này tất cả đều thuộc về ta, thuộc về ta. Một đám thi binh đi ra khỏi ngọc lâu của hắn, gào thét phóng đến trước tòa dược cung kia. Còn chưa vọt được tới trước cung, những thi binh đó đều hóa thành tro tàn. Đồ ngu. Một tên đệ tử Quỷ Vương Tông khác cười lạnh, trực tiếp tới khởi ngọc lâu, nhẹ nhàng bay vào trong dược cung, sau đó thả thi binh ra. Sau một lát, từng cụ thi binh hóa thành tro tàn. Nhưng người này ra tay cực nhanh, không ngờ có một cụ thi binh mò được một bình ngọc trong dược cung, lại bị ngọc lâu thu về, bay trở lại bên người tên đệ tử Quỷ Vương Tông này. Hắn mở bình ngọc ra, chỉ thấy một viên đan dược trong suốt như nước bay ra. Viên đan dược này tròn như trâu, không ngờ còn mọc một đôi cánh trắng bay lên như muốn bỏ chạy. Hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng bắt đan dược lại, nhét về trong bình ngọc, cười ha ha nói: bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, là địa cấp linh đan cấp thấp. Đột nhiên, ngàn vạn đao kiếm quang kết thành trận áp đến tên đệ tử Quỷ Vương Tông này, nháy mắt liền cắt hắn thành thịt nát. Một tên đệ tử Thất Sát Cung nhanh chóng bay tới, huy tay áo cướp bình ngọc đi, nhân tiện cũng thu hết những gì hắn cất chứa trong ngọc lâu, chiếm làm của mình. Vị nữ đệ tử Bách Khoa Cung kia tế khởi băng hùng của mình, cũng bay vào trong dược cung. Sau một lúc lâu, chỉ thấy con băng hùng kia khiêng một cái đại đỉnh chập chững bay ra, thần sắc khéo đốn, hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Nữ đệ tử kia cuống quýt thu băng hùng vào trong ngọc lâu, đánh giá đại đỉnh kia, cười nói với một cô gái bên cạnh: sư tỷ, là một kiện vu báo. Lời vừa nói ra, lập tức có hơn 10 ánh mắt không tốt dừng trên người của nàng, sát khí lộ ra. Nơi này không nên ở lâu. Vài nữ đệ tử Bách Khoa Cung bảo hộ nàng kia ở giữa đều tớ khởi yêu thú của mình, đã tế luyện, từ từ thối lui xuống chân núi, phòng bị nghiêm ngặt, không để cho những kẻ khác có cơ hội. Những người khác thấy không có cơ hội xuống tay, đều nhíu mày, vắt óc suy nghĩ xem làm sao mới có thể đi vào được dược cung mà không bị đốt thành tro bụi. Lại vào lúc này, chỉ thấy một thiếu niên áo lam chậm chậm đi lên, hướng đến dược cung. Lại một kẻ đi chịu chết, tu vi mới cố nguyên kỳ mà cũng dám xông lên Hoạt Hỏa Sơn sao? Hắn chỉ dựa vào tu vi cố nguyên kỳ liền có thể đi đến nơi này, đúng là không dễ. Nhưng muốn xông vào được dược cung, căn bản là không có khả năng rồi. Ở trước bao nhiêu ánh mắt, Diệp Phúc chậm rãi đi vào trong tòa dược cung kia, làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chân. Sau một lúc lâu vẫn không nói ra lời. 10 tên vô sĩ lướt nhau phát hiện hung quang lóe ra trong mắt đối phương, hiển nhiên bọn họ có cùng ý nghĩ. Chờ tiểu tử này đi ra khỏi dược cung, liền giết hắn đoạt bảo vật vậy. Tòa dược cung này tọa lạc trên đỉnh núi lửa, bên cạnh là miệng núi lửa, dung nham cuồn cuộn, không ngừng toát ra những đám bọt khí thật lớn, to chừng 5-6 trượng, giống như một đám nhà bạt đỏ chói. Ầm một tiếng nổ tung, thanh âm rung trời như sét đánh kinh thiên. Nhiệt độ nơi này đã cao đến không thể tưởng tượng. Nếu so sánh thì chân hỏa của Đàm Phong chỉ là một ly nước ấm, còn nơi đây là dầu sôi. Diệp Húc cũng cảm thấy khó chịu, thân thể hắn đã đạt tới cửu chuyển nguyên công đệ thất trọng cảnh giới, không ngờ vẫn bị nướng đến đỏ bừng, như bản ủi bị nung đỏ lên. Lấy thực lực của ta, không ở trong này được bao lâu đâu. Tinh quang lóe ra trong mắt của Diệp Húc, nhưng vào lúc này, một thiếu niên áo vàng trên đỉnh đầu có một cái đại đồng đỉnh, vội vàng chạy lên đỉnh núi lửa, đúng là Hạ Mộ Bạch mà Diệp Húc từng gặp một lần trong Đồng Lô Cốc. Hai người ở trước dược cung lướt nhau, cùng lộ ra vẻ cẩn thận. Hạ Mộ Bạch dựa vào cổ pháp đồng đỉnh kia, dùng uy năng của đồng đỉnh để ngăn cản hơi nóng xâm nhập mới có thể đi đến đỉnh núi lửa. Mà Diệp Húc cũng dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể đi thẳng tới nơi này. Tiểu đệ đệ, tới để thúc thúc ôm một cái nào, trong yếm của thúc thúc có đường này. Diệp Húc nhìn khuôn mặt trắng hồng của hắn, tinh quang chợt lóe. Hạ Mộ Bạch cao không đến 4 thước, ở trước mặt hắn thật sự là nhỏ bé. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta hiện tại không rảnh giết ngươi. Dứt lời, hắn xông thẳng vào trong dược cung. Diệp Húc cũng vội vàng vọt vào, hai người nhanh chóng chạy vọt vào cung điện, đều khẽ nhíu mày, bảo vật trong tòa cung điện này cũng không có nhiều như họ nghĩ, ngược lại cực ít. Hai người tìm kiếm một lần, chỉ tìm được hơn 10 bình ngọc. Trong mỗi bình có một viên đan dược. Thu hoạch này so với những nơi khác mà nói, quả thực ít đến đáng thương. Còn yêu long kia đã tới. Diệp Húc đột nhiên nhìn đến một lỗ thủng lớn trên mái hiên cung điện, hình dạng giống như vút rồng. Hắn giật mình thầm nghĩ, thằng nhãi kia cướp sạch được dược cung rồi, khó trách bảo vật nơi này lại ít đến như vậy. Con yêu long kia hiện giờ hóa thành đệ tử Quỷ Vương Tông, định xông ra vô hồn giới đi tiêu diêu tự tại ở ngoại giới.
Trước đó hắn còn muốn cướp đoạt bảo vật trong vu hồn giới đã. Yêu lòng kia đã đi tầng thứ hai, không biết tầng thứ hai vu hồn giới là cảnh tượng gì đây. Của cải nơi đó chắc chắn là càng thêm kinh người so với nơi này rồi. Hạ Mộ Bạch chẳng nói câu nào, đột nhiên tứ khởi cổ pháp đồng đỉnh, xẹt một tiếng bay lên, miệng đỉnh toát ra liệt diễm hừng hực, chụp xuống đầu Diệp Húc. Hắn cười khanh khách nói: "Tiểu tứ, hiện giờ tát rảnh rồi, giết chết ngươi rồi nói sau." Ầm một tiếng, Diệp Húc để lửa đốt lên người mình, bản long kim trượng chợt hiện ra trong tay, hoành trượng quét qua. Đồng đỉnh chấn động dữ dội, nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là khẩu đại đỉnh này không có bị hắn đánh bay đi. Tên tiểu tử thối họ Hạ này không ngờ tu vi cũng tiến nhanh như vậy, bước vào chân nguyên kỳ, tế luyện khẩu đồng đỉnh này thuần thục rồi sao? Diệp Húc tâm khẽ động, nguyên khí ùa ra chui vào trong bản long kim trượng. Lập tức hai con dao long trên thân trượng nhanh chóng du động, quay tròn xung quanh thân trượng, giống như bánh răng đang điên cuồng chuyển động. Hắn vươn thân lên, bản long kim trượng dài hơn một trượng trong tay gào thét đánh tới Hạ Mộ Bạch, mang theo khí thế thiên quân tích dịch, dường như một kích có thể đánh vỡ một ngọn núi vậy. Cùng lúc đấy, từng con dao long chui ra khỏi đan điền của hắn, bay lượn đầy trời, gào thét đánh tới Hạ Mộ Bạch. Giờ phút này, đám đệ tử Thất Sát Cung đều bị nhốt cách núi lửa vài trăm thước. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên miệng núi lửa xuất hiện một đám dao long màu cam bay qua bay lại, ước chừng có gần trăm con, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Những con dao long đó là nguyên khí do vu sĩ tạo thành, dài đến 7-8 mét, dữ tợn, hung ác, tản ra hung uy vô tận, làm cho người ta giữa lúc hoảng hốt nghĩ rằng đã đi đến man hoang thời thượng cổ. Vù 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 vù. Đột nhiên bên trong đàn giao long, chín khẩu đại đỉnh từ từ dâng lên, mang theo uy năng cực lớn, kiểu đỉnh chấn động, lập tức đập vỡ mấy con giao long. Trên không trung, ác giao vào kiểu đỉnh tranh phong, mà ở trong dược cung truyền đến những tiếng nổ càng ác liệt hơn. Ầm ầm. Dường như bên trong dược cung có hai con thượng cổ dị chủng yêu thú đang liều mạng chém giết. Tu vi của Hạ Mộ Bạch đã đạt tới chân nguyên kỳ, luyện giả vi chân, chất lượng chân nguyên cao gấp mấy lần những vu sĩ như Đàm Phong. Thêm vào nữa có đồng đỉnh phế phía trên, lập tức tế luyện khẩu đồng đỉnh này nặng như núi. Mà Diệp Húc lúc này tu vi tăng vọt, thân thể mạnh mẽ vô cùng, một thân chằn trề thần lực, cầm bản long kim trượng trong tay, chỉ bằng sức mạnh cơ thể liền phá vỡ đủ loại vu pháp thần thông, thậm chí cả vu bảo như cổ pháp đồng đỉnh cũng không thể làm cho hắn bị thương được. Rắc một tiếng, một bức tường trong dược cung bị dư âm của hai người giao thủ đánh cho nát ra. Lập tức một cái đồng trụ mà to phải hai người ôm mới có thể ôm hết được đụng vào cổ pháp đồng đỉnh, hóa thành bột mịn ngay tại chỗ. Diệp Húc đánh một trượng lên trên mặt đất, sơn thể núi lửa lập tức vỡ ra, xuất hiện một vết nứt thật lớn sâu hơn 10 thước. Từ dưới chân đám đệ tử Thất Sát Cung lan đến tận chân núi, nhìn đến ghê người. Những đệ tử môn phái đó không khỏi hoảng sợ, trước mắt bọn họ tòa dược cung kia như làm từ bùn vậy, bong ra từng mảng một. Trong thời gian một nén nhang, tòa cung điện này liền thay đổi hoàn toàn. Tòa dược cung này có thể đứng sừng sững ở một nơi nóng như thế, từ lúc chủ nhân vu hồn giới chết đi vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Có thể thấy được, tài liệu cấu tạo dược cung dù không bằng vu bảo cũng gần như thế. Thế mà hiện giờ bị phá hủy, dưới dư chấn chiến đấu của hai người bọn họ, cường độ giao thủ là có thể nghĩ. Hai thiếu niên này rốt cuộc là ai đây? Tuổi nhỏ hơn chúng ta, sao lực lượng lại kinh người như vậy? Một tên đệ tử Thất Sát Cung biết Hạ Mộ Bạch, hắn lên tiếng nói: "Tên nhỏ tòi kia là đệ tử Hạ gia Trung Châu mà Thất Sát Cung ta mời tới, còn người kia là ai thì ta cũng không biết được." Một tên đệ tử Quỷ Vương Tông liền nói tiếp: "Người còn lại là đà chủ phân đà Vân Môn Sơn Ngũ Độc Giáo, Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại." Hạ Mộ Bạch đột nhiên thoát thân ra, đại đỉnh bay lên đỉnh đầu, giống như quỷ mị đi đến trước đám đệ tử Thất Sát Cung. Hắn lớn tiếng quát: "Chúng đệ tử nghe lệnh, canh giữ nơi đây, ta thật muốn xem người thoát thân như thế nào." Hắn khổ chiến với Diệp Húc một hồi, kết quả không ai làm gì được ai. Tuy hắn còn tuyệt học chưa sử dụng ra, nhưng nếu Diệp Húc liều mạng, hơn phân nửa là hắn cũng sẽ bị thương. Bởi vậy mới không tiếp tục đấu với Diệp Húc nữa, mà tính toán dùng tay đám đệ tử Thất Sát Cung vây sát Diệp Húc. Hạ Mộ Bạch ánh mắt âm độc thầm nghĩ: "Ta chính là thiên tài Hạ gia Trung Châu, thân phận cao quý, sao có thể liều mạng với một tên man phu được?" Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng bụng đầy ý xấu, ý niệm vừa động liền sinh ra các loại âm mưu quỷ kế. Diệp Húc đi ra khỏi đống hoang tàn của dược cung, lập tức cảm thấy được hơn 10 ánh mắt chứa đầy sát khí hướng đến mình, khiến hắn căng thẳng trong lòng. Nếu là một mình đấu với những người này, không có kẻ nào là đối thủ của ta, chỉ có tên tiểu tử Hạ gia kia mới phải.
Nhưng nếu mười mấy người đồng loạt ra tay, chỉ dựa vào tu vi liền đủ vây khốn ta lại rồi. Cho dù nguyên công của ta có mạnh đến đâu, chỉ sợ cũng không tránh thoát được. Tiểu tử, mau mau ra đây, tiếp tục đại chiến 300 hiệp với ta nào. Mà lúc này Hạ Mộ Bạch từ xa xa kêu lớn, dáng người hắn thấp bé, mặt lại làm ra vẻ cụ non. Diệp Phúc dịu dàng nói: Tiểu đệ đệ, ngươi còn chưa có cai sữa, lên về nhà bú sữa đi thôi. Hạ Mộ Bạch tức đến sôi máu, tuổi của hắn quả thật còn nhỏ, 11, 12 tuổi, thân thể còn chưa dậy thì, đứng giữa mọi người chính là một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ lột da rút gân ngươi. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là lên về nhà bú sữa cho no đi thôi. Diệp Phúc tiếp tục cười nói. Hạ Mộ Bạch tức giận đến suýt nữa bùng nổ. Một tên đệ tử Thất Sắt Cung nhịn không nổi cười ra tiếng, lập tức bị đồng đỉnh hắn tế ra ép tới dập nát, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phúc, điềm nhiên mà nói: Được, để ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu ở trên miệng núi lửa này đây. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, nhiệt độ nơi này cao đến kinh người, lấy tu vi của hắn cũng cảm thấy không chịu nổi. Nếu là từ nơi khác xuống núi, lấy thân phận vô song kia của Hạ Mộ Bạch chắc chắn có thể ngăn hắn lại, sau đó cùng những tên khác vây lên, bản thân mình khẳng định sẽ chỉ có đường chết. Đột nhiên hắn thấy trong miệng núi lửa có một gốc chu hồng hồ lô cao hơn người sinh trưởng ở trong đó. Gốc hồ lô kia đỏ như bàn ủi, xung quanh có ngọn lửa di động đốt tan nham thạch xung quanh, từng giọt dung nham đỏ như lửa từ trên vách đá chảy xuống. Gốc chu hồng hồ lô này sinh trưởng bên trong dung nham, dây leo bỏ đến vách núi lửa, kết quả kết ra một viên hồ lô. Tuy rằng vách núi lửa còn nóng hơn bên ngoài, nhưng gốc chu hồ lô này ở trong dung nham cuồn cuộn lại mọc ra lá cây màu xanh nhạt, không ngừng hấp thu nhiệt lượng trong núi lửa, giống như sinh trưởng trong này, làm cho nó cảm thấy cực kỳ hài lòng vậy. Diệp Húc thần thái khẽ động, quả hồ lô màu hồng này bên ngoài có từng đám lửa giống như đám mây bay lượn xung quanh hồ lô, so với thi ma hồ lô mà hắn đoạt được của đệ tử Quỷ Vương Tông lớn hơn rất nhiều. Những ngọn lửa đó rất kỳ quái, hơi hơi động liền phát ra tiếng vang như tiếng sấm, không kém chút nào với tiếng bọt dung nham nổ tung. Viêm Dương hồ lô sao? Quả hồ lô này tràn đầy viêm dương lôi hỏa, so với chân hỏa của vô sĩ còn đặc hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Diệp Húc không khỏi ngẩn ra, tim đập loạn lên. Ngọn lửa bên ngoài hồ lô là viêm dương lôi hỏa, một loại lửa mà uy lực còn lớn hơn chân hỏa gấp trăm ngàn lần. Loại viêm dương hồ lô này ở trong Cửu Châu Địa Lý Trí có ghi lại là một loại dị chủng kỳ lạ, sinh hoạt tại nơi nóng bức, khô hanh. Loại hồ lô này khi sinh trưởng hấp thu thiên địa linh khí, thu thập địa hỏa và thiên hỏa, ở bên trong hồ lô hình thành viêm dương lôi hỏa, có thể nói là vũ bảo trời sinh. Viêm dương hồ lô từ lúc nở hoa đến kết trái chín cần một thời gian cực kỳ dài, một gốc chỉ kết ra một quả hồ lô cực kỳ hiếm có. Những vũ sĩ có thể đi vào núi lửa cực ít, mà Hạ Mộ Bạch cùng Diệp Húc các chiến không rảnh thăm dò mọi nơi, cũng không có phát hiện quả hồ lô này, bởi vậy viêm dương hồ lô mới có thể giữ được đến hôm nay. Viêm dương lôi hỏa uy lực còn mạnh hơn chân hỏa không biết bao nhiêu lần, lấy tay mà hái chắc chắn sẽ bị đốt thành tro tàn. Diệp Phúc tâm niệm khẽ động, một con giao long khí từ trong đan điền bay ra, dương nanh múa vuốt bay hướng quả hồ lô kia. Con giao long kia giơ vuốt bắt hồ lô, ra sức kéo về phía trước, lại không nhắc được hồ lô tới. Không ngờ viêm dương hồ lô nặng vô cùng, một đám giao long từ trong đan điền Diệp Phúc bay ra đều giơ vuốt ra sức chụp tới. Hồ lô hơi động một chút lại vẫn không thể kéo đi. Càng nhiều giao long ra, chừng hơn 100 con, rốt cuộc mới kéo quả hồ lô này cùng gốc ra được. Diệp Phúc mừng rỡ trong lòng, đưa hồ lô vào trong ngọc lâu của mình. Đột nhiên, nhiệt độ miệng núi lửa nâng cao mấy lần, dung nham bốc lên dữ dội, mặt đất cho hắn như rung rung, nham thạch đứt ra, lộ ra dung nham. Không xong, núi lửa sắp phun rồi. Hắn cả kinh trong lòng, vội vàng lấy ra một viên thù hoa đan nhét vào trong miệng. Đây là một quả ưng chuẩn đan, có thể hóa thành một con ưng khổng lồ, tùy theo cuồng phong mà bay đi. Diệp Húc vừa thúc giục dược lực, vừa nhìn Hạ Mộ Bạch ở dưới chân núi còn đang tính toán với công hắn, cao giọng quát lên: Tiểu đệ đệ, ngươi cứ chờ đi, thúc thúc liền đi xuống liều mạng với ngươi. Hạ Mộ Bạch khoanh tay đứng trước mọi người, một bộ dáng người lớn, ánh mắt âm u lạnh lẽo, thầm nghĩ: Tiểu tử thối, không chịu được nữa rồi sao? Lần này ta cho ngươi chết không toàn thây. Đám người kia đằng đằng sát khí, đều tự chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất, chuẩn bị một kích giết chết Diệp Húc. Diệp Húc đứng trên đỉnh núi lửa, nhìn xuống mọi người, liên tục có người thúc giục: Tiểu tử thối, nhanh xuống đây tìm chết nào. Không cần Hạ thiếu gia ra tay, một mình Hàn Phong ta đối với ngươi. Nếu còn không xuống, các ông đây liền xông lên đây.
Diệp Phúc khẽ mỉm cười, nói: "Được, ta xuống đây, xuống đây." Hắn không nhanh không chậm đi xuống dưới chân núi. Trong cơ thể hắn, ưng chuẩn đan bắt đầu phát huy dược lực, tuy nhiên bị ngọc lâu của hắn chấn áp xuống. Viên ưng chuẩn đan này dùng tinh hồn ưng yêu, dùng nguyên kỳ luyện chế mà thành, tốc độ tuy kém loại đại yêu như ưng thiên sinh, nhưng cũng cực kỳ cao minh, có thể phá tan vận tốc âm thanh, cánh rung một cái liền bay ra được vài dặm. Hắn đi rất chậm, hắn đang chờ giây phút ngọn núi lửa bùng nổ, sau đó đem những người này, bao gồm cả Hạ Bộ Bạch, tất cả đều chôn chết trong núi lửa. Hắn rút ra gốc hồ lô kia, nhiệt lực của núi lửa không có Viêm Dương hồ lô hấp thu sẽ bùng nổ cực lớn, hủy thiên diệt địa. "Tiểu tử thối, đi nhanh một chút đi." Có kẻ ghét hắn đi quá chậm, mở miệng mà mắng chửi. Hạ Mộ Bạch lại thận trọng hơn, hắn giao thủ với Diệp Phúc hai lần, biết rõ Diệp Phúc không phải hạng người lỗ mãng, thầm sốc lại tinh thần, thầm nghĩ: "Thủ đoạn của ngươi ta đã biết hết rồi, cho dù ngươi có thiên đại bản sự, nhưng đối mặt với nhiều hào thủ như vậy cũng chỉ có thể bỏ mạng tại đây mà thôi." Diệp Phúc tiếp tục không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Ầm ầm, núi lửa rung lên một cái, giống như một con thượng cổ yêu thú trong Phật Sơn đang chậm rãi duỗi chân. Sắc mặt Diệp Phúc khẽ biến, bước một bước thật mạnh, bước chân hạ xuống làm cho dãy núi rung rung, che giấu núi lửa chấn động. Hắn quát lên: "Nếu các người muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Mỗi bước đi của hắn, đá núi dưới chân đều vỡ ra, phát ra tiếng ầm ầm, giống như một con man long hình người nặng vô cùng. Ở phía sau, nhiệt độ miệng núi lửa càng ngày càng cao, chấn động càng mạnh, ngay cả tiếng bước chân của hắn cũng không che giấu được nữa. "Đến lúc rồi." Thân hình của Diệp Phúc đột nhiên rung lên, rồi hóa thành một con chim ưng khổng lồ, cánh mở ra dài 7-8 thước, rung cánh bay về phía trời cao. "Muốn chạy sao?" Không biết bao nhiêu người phóng lên, nhất thời vạn kiếm tề phát đều chém tới Diệp Phúc, định ngăn hắn lại. Tuy nhiên tốc độ Diệp Phúc cực nhanh, ầm một tiếng liền phá trướng, lưu lại một dòng khí màu trắng theo cuồng phong mà đi, trong chớp mắt liền bay ra hơn 10 dặm. Hạ Mộ Bạch đang muốn đuổi theo, đột nhiên nghe được một tiếng nổ ầm ở phía sau, sắc mặt kịch biến, vội vàng tế khởi của pháp đồng đỉnh, ong một tiếng liền bao mình lại. Nhưng người khác chưa kịp phản ứng, ngọn núi lửa đột nhiên bùng nổ, toàn bộ ngọn núi trên 5-7, một đám mây nấm khổng lồ hơn cả núi lửa thẳng hướng trời cao, bụi khí mênh mông nháy mắt sẽ không biết bao nhiêu người thành mảnh nhỏ, dung nham loạn thạch ném tới 4 phương 8 hướng. Hơn 10 tên vu sĩ, trong đó có cả cao thủ chân nguyên kỳ, cứ như vậy mà liền mất mạng. Sóng khí thậm chí đuổi theo cả Diệp Phúc, lúc này đang ở hơn 10 dặm bên ngoài, đánh hắn bay ra hơn 10 dặm. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu, lập tức giương cánh bay lên trời cao, nhìn hướng núi lửa, chỉ thấy tòa núi lớn kia đã bị san thành bình địa, nơi vốn là núi chỉ còn lại 7 căn đồng trụ. Căn đồng trụ đó cao chừng 300-400 mét, cực kỳ thô to. Bên mỗi một cái đồng trụ đều có một con dao long màu đỏ như lửa, bị xích sắt xuyên qua xương quai xanh, buộc chặt ở trên đồng trụ. 7 con dao long gầm lên, ra sức động thân hình, làm xích sắt bong bong rung động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát thân được. 7 con dao hỏa long này, mỗi con đều càng hùng mạnh hơn con yêu long trong dao long đàm kia. Yêu khí tràn ngập, hình thành một biển mây yêu khí màu lửa đỏ bên trên không trung. Hơi thở tản mắt ra xa xa, làm cho người ta không rét mà run, gần như khó có thể thở được. 7 con dao long trong miệng phun ra Viêm Dương lôi hỏa, đốt xích sắt kia. Những xích sắt đó bị nung cháy đỏ bừng lên, nhưng không hề tan chảy. Không biết là do tài liệu gì đúc thành, lại có thể khóa trụ 7 con hỏa dao long này, làm cho bọn chúng không thể rời đi. Thảo nào, tòa núi lửa này hoạt động mãi mà không tắt như vậy, thì ra chủ nhân vu hồn giới khóa nhốt 7 con hỏa dao long dưới chân núi, không ngừng cung cấp nhiệt lượng cuồn cuộn cho núi lửa. Diệp Phúc chố mắt đứng nhìn, 7 con dao long kia thực lực mỗi một con đều hùng mạnh như Bách Khoa Công Chủ, vậy mà lại bị chủ nhân của vu hồn giới bắt được, dùng bọn chúng phun hỏa luyện đan. Loại danh tác này hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, dù là cao thủ như Bách Khoa Công Chủ thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể ngây ra như phỗng mà thôi. Chủ nhân vu hồn giới rốt cuộc là mạnh đến như thế nào? Tu vi của ông ta đã tới cảnh giới nào rồi đây? Diệp Phúc không khỏi ngẩn ngơ mê mẩn, tuyệt thế cường nhân như vậy tuy rằng đã chết không biết bao lâu, nhưng từ trên bố cục của vu hồn giới có thể thấy được người này giống như có khí độ của đại tông sư. Những người hắn gặp qua đều không thể so sánh với người này. Lương Vương có nói, những vua hoàng thế gia cổ xưa, mỗi một thế gia đều có một vài tòa vu hồn giới. Đó chẳng phải là trong những vua hoàng thế gia đó không hề có ít tuyệt thế cường giả như chủ nhân vu hồn giới này hay sao? Diệp Phúc đột nhiên nghĩ đến một điểm, không khỏi lâm vào trầm tư.
Hắn ở địa phương như Thanh Châu này, tầm mắt đã mở rộng ra không ít, nhưng nhận thức về Vu Hoang thế gia này vẫn còn rất ít. Những người khác trong Vu Hồn giới cũng nghe thấy tiếng nổ, đều xông lên trên không. Thấy tình cảnh đó, một đám đều ngẩn ra. Bảy cái long trụ này đều là vu bảo rất tốt, thậm chí còn mạnh hơn cả chấn phái chi bảo của ta không biết bao nhiêu lần. Có người lẩm bẩm nói. Còn có người định tiến lên thu long trụ, cách long trụ vài dặm liền bị viêm dương lôi hỏa của hỏa giao long phun ra đốt chết. Những người khác thì thế cũng bỏ đi suy nghĩ này. Bảy cây long trụ kia cho dù là cao thủ như Bách Khoa cung chủ tiến vào cũng chẳng thể làm gì được, huống chi là bọn họ. Chỉ sợ bảy con giao long này sẽ bị khóa vĩnh viễn ở nơi đây thôi, cho đến khi bọn chúng chết ra. Mỗi lần vu hồn giới mở ra, chỉ có vu sĩ tam nguyên cảnh mới có thể tiến vào, căn bản không ai có thể thu phục được bọn chúng cả. Diệp Húc thở dài một tiếng thầm nghĩ, bất luận là hỏa giao long hay bảy cây đồng trụ hay là xích sắt khóa giao long đều là bảo vật cực tốt, xuất ra ngoài có thể làm chấn phái chi bảo của một môn phái vô cùng quý trọng, uy lực khôn cùng. Nhưng đối mặt với bảo vật như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn từ xa, không ai dám tiến lên. Lão tử không đi ra ngoài, lão tử muốn ở trong này tu luyện cả đời, cho đến lúc thu được những thanh long trụ này mới thôi. Có người không chịu được dụ hoặc, hung tận mà nói. Nghe thế, Diệp Húc cười nhạt, tu luyện trong vu hồn giới, không ai trao đổi, không ai chỉ bảo, chết già cũng không tu luyện được đến cảnh giới của những người đứng đầu các môn phái. Dược lực của ưng chuẩn đan cũng dần dần tán đi, thân thể của hắn cũng từ từ khôi phục nguyên trạng. Ánh mắt Diệp Húc dò xét đám người xung quanh, tìm kiếm tung tích của Hạ Mộ Bạch. Tiểu tử thối này, quỷ kế đa đoan, kiểu đỉnh vu pháp thần diệu khó lường, lại có vu bảo của pháp đồng đỉnh trong tay. Núi lửa phun trào chưa chắc có thể làm hắn toi mạng được, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi, đây là nguyên tắc đối phó kẻ thù của Diệp Húc. Nếu như Hạ Mộ Bạch đã rơi xuống giếng, Diệp Húc cũng không ngại ném thêm vài tảng đá lớn xuống. Đột nhiên, mấy trăm đạo huyết ảnh bay lượn đầy trời, gào thét đánh tới những người đang nhìn về cái long trụ kia. Mọi người trở tay không kịp. Đệ tử Thất Sát Cung, Bách Khoa Cung, La Sát Cung, Quỷ Vương Tông đều trúng chiêu. Lập tức có mười mấy người bị huyết ảnh vồ trúng, ngay cả lồng nguyên khí cũng không ăn được. Huyết ảnh trực tiếp chui vào trong cơ thể. Thân thể của những người này thoáng cái liền quắt xuống, dường như máu thịt toàn thân đều bị quái vật nào đó rút đi, chỉ còn lại một tấm da người nhẹ nhàng rơi xuống. Trong da người, huyết ảnh trào ra, tiếp tục đánh tới những người khác. Nhiều người ở nơi này như vậy, thật sự là đại bổ mà. Diệp Húc theo tướng nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng đỏ tươi từ dưới bay lên, huyết vân chuyển động trên đỉnh đầu, giống như ma thần. Hắn cười quái dị nói, chỉ cần ta rút khô các ngươi thôi, huyết thần kinh của ta liền có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao, cực cao. Tu vi cũng có thể bước vào họng nguyệt cánh. Ồ, kẻ này chính là hình như là thiếu chủ huyết thần báo, tên là La Tu thì phải. Tu vi của hắn sao đột nhiên trở nên cao như vậy đây? Nhiều người như vậy ở nơi này thật sự là đại bổ mà. Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng đỏ tươi từ dưới bay lên, huyết vân chuyển động trên đỉnh đầu giống như ma thần. Hắn cười quái dị nói, chỉ cần ta hút khô các ngươi rồi, huyết thần kinh của ta liền có thể tu luyện lên cảnh giới cực cao, tu vi cũng có thể bước vào hạo nguyệt cánh. Ồ, kẻ này hình như là thiếu chủ huyết thần báo, tên là La Tu. Tu vi của hắn sao đột nhiên trở nên cao như vậy? Diệp Húc khẽ nhíu mày. Khi hắn ở Liên Hoa Phong từng đánh qua La Tu một trận, sau đó vứt hắn trên núi, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. La Tu phái 5 tên lão bộc ngăn đường hắn, đều chết hết trong tay của Diệp Húc. Lúc đó La Tu mới chỉ là vô sĩ dung nguyên kỳ, mà không ngờ hiện tại đã tu luyện đến đỉnh chân nguyên kỳ, chỉ còn một bước nữa là vào hạo nguyệt cảnh. Sau khi dùng chu quả, tu vi Diệp Húc tăng thần tốc, nhưng tu vi La Tu tiến cảnh càng làm cho người ta phải giật mình. Loại biên độ tăng trưởng này quả thật có thể nói là khủng bố. Trong chớp mắt, lại có mười mấy người lọt vào độc thủ của hắn, vì huyết thần kinh hút chỉ còn lớp da, ngay cả bảo vật bọn họ sưu tầm cũng rơi hết xuống. Mọi người, mau chia nhau ra chạy đi. Không biết có ai lớn tiếng hô lên, chúng vô sĩ lập tức chạy trốn đi bốn phương tám hướng. Giờ phút này, La Tu giống như ma thần, huyết thần kinh vô cùng quỷ dị, ngay cả lồng nguyên khí, ngọc lâu hạ xuống cũng không phòng ngự được. Không ai có thể chắc chắn là sẽ ngăn cản được huyết thần kinh, chỉ có thể bỏ chạy. Thiếu gia ta thích nhất loại trò chơi mèo vần chuột này. La Tu liếm liếm môi, cười quái dị liên tục. Hiển nhiên tu vi của hắn tăng vọt, huyết thần kinh môn ma đạo tâm pháp này đã bắt đầu thay đổi tâm trí của hắn, khiến hắn như người mà không phải người, như ma mà không phải là ma.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Húc, lập tức nhớ ra, chính là thiếu niên này đã hành hung mình một trận trên Liên Hoa Phong, làm mình mất hết thể diện. Lập tức không nhanh không chậm, bay đến chỗ Diệp Húc, cười lạnh mà nói: "Tiểu tử thối, sao ngươi không cháy?" Hắn liếm liếm môi, cười gằn rồi nói: "Giờ ngươi quỳ xuống cho ta, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." "La huynh, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy ngứa ra hay sao?" La Tu nhớ lại chuyện cũ, cực kỳ hận, lạnh lùng nói: "Ngươi quỳ xuống cho ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Thiếu gia ta muốn hút khô máu thịt của ngươi, sau đó từ từ rút sinh hồn của ngươi ra, rồi từ từ tra tấn ngươi." Từ trên người của hắn, mấy trăm đạo huyết ảnh bay ra, che trời phủ đất, gào thét bay đến Diệp Húc. Khắp trời đều là huyết ảnh, khủng bố đến cực điểm. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, nguyên khí giống như một cây cầu vồng cuồn cuộn rót vào trong ngọc lâu trên đỉnh đầu. "Tiểu tử, vô dụng thôi, lồng nguyên khí căn bản là không phòng được huyết thần kinh của ta đâu." La Tu cười to, tha túng huyết ảnh, nhanh chóng đến gần Diệp Húc. Đúng lúc này, ngọc lâu của Diệp Húc mở ra, một con giao long màu cam cực lớn lượn ra, cái đầu cực to lộ ra giống như một ngọn núi nhỏ, dài gần 10 thước, đều dựng thành từ nguyên khí của Diệp Húc. Trong miệng con giao long đấy ngậm một gốc chu hồ lô, trên dây mọc một cái hồ lô to tầm 2 thước. Từng đám viêm dương lôi hỏa di chuyển xung quanh hồ lô, tản ra hơi nóng kinh người. Mấy trăm đạo huyết ảnh của La Tu còn chưa bay đến bên người Diệp Húc, những huyết ảnh đó liền bị viêm dương lôi hỏa cực nóng đốt tan ra, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, đều hóa thành khói bụi. Ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc nhanh chóng phóng đi hướng La Tu, cự dao ngậm viêm dương hồ lô theo sát phía sau, những nơi đi qua huyết ảnh đều tan ra như tuyết. "La huynh, ngươi lại có cảm giác ưu việt hơn người rồi." Diệp Húc một quyền nện thật mạnh lên mặt của La Tu, đánh bay hắn đi, rồi mỉm cười nói. Trong miệng của La Tu phun ra từng búng máu, răng bị đánh gãy không biết bao nhiêu chiếc, bị một quyền này của hắn đánh bay ra xa vài trăm thước, khó khăn lắm mới ổn định lại được thân hình, trong lòng vừa sợ vừa giận. Phụ thân La Ẩn sắp đặt 27 tên tử sĩ dung nguyên kỳ để cho hắn hút khô, tu vi của hắn nhờ vậy mới được có thể bước chân vào cảnh giới chân nguyên thất phẩm. Hắn vừa mới xuất hiện liền giết mười mấy người liên tiếp, cắn nuốt tinh khí của bọn họ, tiện thể tu luyện huyết thần kinh đến cảnh giới chân nguyên cửu phẩm, khó mà có thể tìm được một kẻ địch. Trong lòng La Tu, ở thế giới vô hồn thì hắn đã như một người vô địch, có thể dễ dàng chà đạp Diệp Húc đến chỗ chết, không ngờ khi gặp lại hắn lại bị ăn thiệt thòi. Khuôn mặt trắng miệng của hắn gần như bị một quyền của Diệp Húc đánh cho nát bét, giống như bị mấy trăm con trâu đực dẫm lên mặt hắn cả trăm ngàn lần, thê thảm vô cùng. Giao long trên đỉnh đầu của Diệp Húc ngậm viêm dương hồ lô lại tiếp tục phóng về phía hắn, cười nói: "La huynh, người đã giết nhiều người như vậy, nhất định có được không ít đồ tốt phải không? Ngươi chủ động giao ra đây, sau đó tiểu đệ sẽ xử lý ngươi, hay là tiểu đệ xử lý ngươi trước rồi sẽ khiến đồ vật tuôn ra từ trong ngọc lâu của ngươi đây?" Tu La nghe vậy giận tím mặt, hắn là thiếu chủ của huyết thần bảo, trước nay vẫn được coi là hòn ngọc quý ở trên tay, đây là lần đầu tiên, mà không, lần thứ hai chịu sự đại sỉ nhục này. Từ khi còn ở trên đỉnh Liên Hoa, hắn đã bị Diệp Húc chà đạp một lần. Huyết thần kinh của hắn bị Diệp Húc liên tiếp diệt 200-300 đạo huyết ảnh, khiến uy lực của môn công pháp này giảm mạnh. Nếu như toàn bộ huyết ảnh bị Diệp Húc tiêu diệt, hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Đột nhiên một cái đồng đỉnh lớn bị rách nát vô thanh vô tức bay tới, ầm một tiếng đánh về phía trên hồ lô viêm dương, đánh bay chiếc hồ lô này. Diệp Húc trở tay không kịp, chỉ thấy Hạ Bộ Bạch từ phía dưới đột nhiên bay lên, sắc mặt tái nhợt, cười âm hiểm, giơ tay chụp lấy viêm dương hồ lô. Tay của hắn còn chưa kịp tiếp xúc với hồ lô viêm dương thì đột nhiên toát ra ngọn lửa, khiến cho Hạ Mộ Bạch vô cùng sợ hãi, vội vàng rút tay về, bay ra phía xa, trong lòng kinh hãi. Viêm dương lôi hóa, không ngờ là viêm dương lôi hóa. Khó khăn lắm hắn mới dập tắt được ngọn lửa, đã thấy trong ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc, con giao long kia gào thét bay ra, ngậm lấy cái hồ lô đó, tiếp tục dừng lại trên đỉnh đầu bảo vệ toàn thân Diệp Húc. "La huynh, chúng ta hợp tác, ta phụ trách xử lý cái hồ lô, người phụ trách xử lý tên tiểu tử này." Hạ Mộ Bạch cười lạnh một tiếng nói với La Tu. Hắn bị Diệp Húc lừa một quả, núi lửa bùng nổ gần như làm cho hắn chết tại chỗ. Nếu không phải hắn vừa kịp lúc chui vào bên trong đồng đỉnh cổ xưa thì chắc chắn đã phải chết rồi. Cho dù là như vậy, hắn vẫn bị thương nặng, thậm chí đồng đỉnh cũng gần bị nổ tung. Bây giờ khẩu đại đỉnh này uy năng giảm mạnh, còn lâu mới được như trước. Đây là lần đầu tiên hắn bị thiệt thòi lớn như thế. Hắn hận Diệp Húc thấu xương, trong mắt lộ ra sát khí, thầm nghĩ: "Trung Châu Hạ gia của ta vinh quang bậc nào, truyền thừa cổ xưa kéo dài, lại là huyết mạch của Vu Hoàng, mà ta là thiên tài Hạ gia,
Chân long gặp cạn, bị rắn đùa giỡn, giờ chút chút nữa bị tên nông dân miền núi này giết chết đi. Cái loại khuất nhục này chỉ có thể dùng máu của hắn mà rửa sạch được thôi. Trung Châu Hạ Gia xuất hiện hai vị đại đế thống nhất thế giới, vị trí còn cao hơn thành tựu của vị khai quốc hoàng đế của Đại Tần Quốc. Được gọi là Nhân Hoàng, ý nghĩa là vua của tất cả mọi người. Đệ tử đi ra từ cổ lão thế gia kiểu như này, nhìn những môn phái thế giới khác căn bản là không để ở trong mắt. Sắc mặt Diệp Húc ngưng trọng, Hạ Mộ Bạch và La Tu, mỗi một người đều có thể coi là kình địch. Nếu chỉ có một trong hai người thì hắn đều có thể đối phó, nhưng hai người liên kết lại, hắn có khả năng sẽ tăng mệnh tại đây. Nếu Hồ Lô Viêm Dương bị Hạ Mộ Bạch đánh rơi, đúng là hắn không thể phòng bị huyết thần kinh. Nếu bị huyết ảnh phụ thể, chắc chắn chỉ có con đường chết. Đột nhiên trong Ngọc Lâu, hắn chuyển ra tiếng giàn sạt của con tằm bốn cánh. Trong lòng Diệp Húc vừa động, ta biết ngay con trùng này sắp tiến hóa thành thục, biến thành kim tằm bốn cánh. Còn kim tằm bốn cánh có dùng được hay không, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Trong Ngũ Độc Kinh, kim tằm bốn cánh trong 50 loại thượng phẩm của trùng thì xếp hạng trong top 10, dẹp ngang Vu Bảo. Tuy vậy, uy lực lớn nhất của loại cổ trùng này là chiến thuật bầy đàn. Nuôi hàng ngàn vạn con kim tằm bốn cánh sẽ tương đương với cả ngàn vạn kiện Vu Bảo trên trời, phô thiên cái địa, lao về phía địch nhân. Kể cả cao thủ Nguyên Đan Kỳ cũng phải xương cốt không còn. Đến bây giờ, Diệp Húc cũng chưa được coi là một đệ tử chân chính của Ngũ Độc Giáo. Tu luyện Ngũ Độc Kinh cực kỳ ít, cho tới nay mới phát giác ra có chút thiếu thốn. Hai người Hạ Mộ Bạch và La Tu lập tức bay tới phía hắn. Từ phía xa, Hạ Mộ Bạch đã tung ra đồng đỉnh cổ pháp vốn rách nát. Khẩu đồng đỉnh này lập tức trở nên vô cùng to lớn, đường kính của đỉnh phải lên tới gần 30 mét. Trong đỉnh hừng hực ngọn lửa gào thét bay về phía Diệp Húc. Cùng lúc đó, bàn tay lớn của La Tu chộp về phía trước, huyết khí hình thành phạm vi bàn tay gần 100 mét, muốn nắm lấy ngọc lâu của hắn, sau đó móp nát. Ầm một tiếng, Diệp Húc lấy ra bản long kim trượng, một kích đánh bay đồng đỉnh của pháp. Khẩu đại đỉnh này đã bị núi lửa bùng nổ làm cho rách nát tơi bời, uy năng đại giảm, đã không thể tranh phong với bản long kim trượng. Bàn tay huyết sắc của La Tu nắm xuống, một tay cầm lấy ngọc lâu của hắn, mạnh mẽ nhấc lên cao mấy chục thước. Diệp Húc tâm niệm vừa động, từ trong ngọc lâu một thanh loan đao bay ra, bày ra đao nguyệt đại trận, đao khí gào thét ngập tràn, trong nháy mắt đập vỡ nguyên khí của bàn tay lớn đấy. Cửu đỉnh hợp nhất, chấn áp thần châu. Hạ Mộ Bạch khét lớn, chỉ thấy đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một pho cự đỉnh thật lớn, nguyên khí đại đỉnh dung nhập lại với nhau, hóa thành một pho cố đỉnh, tản mát ra hơi thở vô cùng huyền ảo. Trên đỉnh hiện lên các loại phù văn nhảy nhót quanh đại đỉnh. Hắn cầm lấy một gốc đại đỉnh, hét lớn, hung tợn ném về phía Diệp Húc, hóa ra muốn lấy cứng chọi cứng cùng bàn long kim trượng của hắn. Đây mới là đáy hòm tuyệt học của Hạ Mộ Bạch. Trung Châu Hạ Gia sở dĩ có thể thành lập Đại Hạ Vương triều, kế thừa suốt mấy vạn năm mới bị người khác tiêu diệt, là bởi vì tổ tiên Hạ Gia, hai vị Đại Vu Hạ Vũ và Hạ Khải lấy địa khí của Cửu Châu, khiến chín châu lớn này hóa thành hư vô, sau đó dùng Cửu Châu địa khí này luyện chế thành chín cái đỉnh, dùng để chấn áp vận mệnh của Hạ triều, kế thừa suốt mấy vạn năm. Chín cái đỉnh này còn lợi hại hơn cả 12 đồng nhân của Đại Tần Quốc là Vô Thượng Vu Bảo. Bây giờ Hạ Gia đương nhiên kém hơn trước, chín đỉnh cũng bị thất lạc mất 3 cái. Nhưng Hạ Gia vẫn là một gia tộc vô cùng khổng lồ, được đặt ngang hàng với những gia tộc xa xưa khác. Cửu đỉnh Vu Hoàng quyết của Hạ Mộ Bạch là vu pháp được tham chiếu từ 6 chiếc đỉnh còn lại. 3 chiếc khác tuy chỉ là đồ phòng chế nhưng uy lực cũng không nhỏ, có thể gọi là tuyệt đỉnh vu pháp. Chỉ có vu pháp của những gia tộc xa xưa như Đông Hoàng, Khoa Phụ mới có thể so sánh cùng. Hắn cửu đỉnh hợp nhất lập tức gây cho Diệp Húc áp lực vô cùng lớn, mạnh mẽ đập vào bản long kim trượng, lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường, không hề rơi xuống hạ phong. Mà La Tu thì hét lớn một tiếng, đột nhiên hít một hơi thật dài, thân thể vừa phồng lên vừa căng ra, dương cao liên tiếp, từng khối cơ bắp hở ra, quanh thân máu loãng màu đỏ tươi cuồn cuộn, mùi tanh hôi xuất hiện, hóa thân thành người khổng lồ màu đỏ, thân cao hơn trượng, giang rộng 5 ngón tay chộp một phát về phía bản long kim trượng. Đây là một thân vu pháp, một môn vu pháp độc đáo được ghi lại trong Huyết Thần Kinh, gọi là Huyết Thần Bất Diệt Chân Thân, là thuật bá thể vô cùng cực đoan, có thể tăng cao lực lượng của vũ sĩ lên gấp mấy lần. Hắn thấy huyết ảnh không làm gì được Diệp Húc, liền sử dụng môn tuyệt học này, ý định cưỡng ép đoạt bảo. Đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Húc sinh ra đến giờ gặp phải nguy cơ mãnh liệt nhất. Ai trong hai người này tu vi cũng cao hơn hắn mấy chục lần, thủ đoạn cũng vô cùng tinh vi, không phải là những vũ sĩ bình thường. Hai người lại hợp tác gây cho hắn áp lực tăng gấp bội. Bản long kim trượng trong tay của hắn được sử dụng xuất thần nhập hóa, không ngừng va chạm với Huyết Thần Bất Diệt Chân Thân của La Tu và Cửu Đỉnh Hợp Nhất của Hạ Mộ Bạch. Thỉnh thoảng tuôn ra những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa,
chân nguyên và nguyên khí bị tứ tán trên không, hình thành nhiều đóa thương vân. Bản thân hắn xuất thân từ võ đạo đại gia, lại tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiên thiên bá thể, kinh nghiệm chém giết phong phú hơn Hạ Mộ Bạch và La Tu không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ dùng võ để đánh nhau, Diệp Húc không cần dùng đến vũ khí, tay không cũng có thể đánh gục hai người. Nhưng đây là đọ sức giữa vũ sĩ, hai người kia có chân nguyên gia trì, dù lực lượng không bằng hắn nhưng thua kém cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chết đi cho ta! Trong tay của La Tu đột nhiên xuất hiện một chuôi hoành đao, một đao chém ra lập tức có hàng ngàn hàng vạn đao ảnh đập vào mặt. Không ngờ đây là một kiện vũ bảo. Kiện vũ bảo này là do cha hắn La Ẩn luyện ra, tên gọi là Vạn Ảnh, được rèn từ thiên ngoại vân thạch mà thành, vô cùng sắc bén. Một khi chém ra liền xuất hiện cả vạn đao quang chém chết kẻ địch. Chuôi đao này là đòn sát thủ của hắn, trước nay vẫn chưa đưa ra. Giờ phút này hai người đấu với Diệp Húc cả chín hiệp vẫn không xong, lúc này mới đột nhiên sử dụng với ý định lấy bất ngờ mà chiến thắng. Giờ phút này Diệp Húc đang đánh với kiều đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ Mộ Bạch, bị kiều đỉnh hợp nhất của Hạ Mộ Bạch giữ chặt, lập tức bị hàng ngàn hàng vạn đạo đao khí đánh trúng, không tự chủ được rơi thẳng xuống đất. Cả người hắn rơi xuống một ngọn núi nhỏ, gần như khoét chân đỉnh núi một cái động lớn. Sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức nhảy lên, lại vừa lúc đại đỉnh của Hạ Mộ Bạch hạ xuống, phát ra ù ù một tiếng nổ mạnh. Còn chưa hạ xuống, từng đạo sóng gợn tạo ra hố sâu gần 10 thước trên đỉnh ngọn núi. Diệp Húc đánh ra một trượng liền đánh bay khẩu đại đỉnh này, khiến trong mắt của La Tu gần như lọt ra. Một đao này của hắn đánh ra, Diệp Húc có thể thừa nhận được uy năng của kiện vũ bảo này. Không ngờ không chút thương tổn, chỉ thấy vẹn vẹn ngoài ra mặt hắn còn lưu lại một đạo bạch ngân nhàn nhạt. Thân thể của tiên tiểu tử này chẳng lẽ cũng là vũ bảo hay sao? Hay là chuôi Vạn Ảnh đao phụ thân cho ta là đồ dởm đấy? Hạ Mộ Bạch cũng giật mình kinh hãi. Hắn nhìn rõ một đao đó của La Tu, hiểu được quy lực của nó, đổi lại chính mình cũng chỉ có thể đưa ra của Phác Đồng đỉnh mới có thể chống đỡ được. Nếu không, trên người chắc chắn sẽ bị cắt thành từng viên thịt. Hai người chúng ta hợp tác cũng không xử lý được tên tiểu tử này, thật là mất mặt quá đi. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, nhất định ta sẽ bị người lớn trong nhà trách mắng mất thôi. Hạ Mộ Bạch liếc nhìn La Tu một phát, tâm động sát niệm, tự nhủ: giết tiểu tử này xong sẽ giết luôn cả ngươi, việc này liền không bị truyền ra ngoài. Diệp Khúc khi thì đánh tới, khi thì rút lui, không lộ ra vẻ thua thiệt, khiến hai người bọn họ phải nhíu mày. Tu vi bọn họ cao hơn hẳn Diệp Húc, lúc đầu nghĩ Diệp Húc chỉ có khí lực lớn, không thể kéo dài. Thật không ngờ Diệp Húc không những không lộ ra vẻ mệt mỏi, mà ngược lại càng đánh càng mạnh lên, lực lượng càng ngày càng lớn. Tuyệt học đáy hòm của bọn họ cũng đều lấy ra hết rồi, trong thời gian ngắn cũng không xử lý được Diệp Húc, trong lòng không khỏi nôn nóng. La Tu cũng có nghe qua sự tích Diệp Húc, biết hắn còn chưa sử dụng tuyệt học đáy hòm, thú hóa đan. Khi đó Diệp Húc dựa vào loại đan dược này đại náo Thanh Châu, gần như giết hết sạch vũ sĩ thế hệ trước của Thanh Châu. Chẳng lẽ chúng ta hợp tác cũng không thể khiến cho hắn sử dụng thủ đoạn mạnh nhất thì sao? Hạ Mộ Bạch khổ chiến với Diệp Húc mà không xong, đột nhiên dùng kiểu đỉnh Vu Hoàng Quyết cua lấy bản long kim trượng của Diệp Húc, đồng thời tiến lên đồng đỉnh, ầm một tiếng đánh bay Phim Dương Hổ Lô. Hắn quát: La huynh, động thủ đi! La Tu tu luyện huyết thần kinh, sợ nhất lôi hỏa trong Viêm Dương Hổ Lô, thấy vậy mừng rỡ, thân thể nhoáng một cái, cả trăm ngàn đạo huyết ảnh bay ra, vang lên tiếng kỳ quái, bay thẳng về phía Diệp Húc. Kim Tam bốn cánh, lên! Diệp Húc quát lớn một tiếng, trong ngọc lâu Kim Tam bốn cánh giờ phút này đã hoàn toàn tiến hóa, hô một tiếng bay ra từ trong ngọc lâu. Con trùng này vẫn bé bằng ngón tay cái như trước, bị hắn tế lên, nguyên khí tiến nhập vào trong cơ thể, đột nhiên bị thổi phồng lên, trở thành to như một con trâu nước. Hắn những người nhảy lên đứng trên lưng con Kim Tà bốn cánh, lập tức được con cổ trùng này chuyên trở, gào thét bay vút lên trời cao, tránh thoát huyết ảnh chém giết. Từ khi hắn trở thành vũ sĩ cho tới nay, tốc độ vẫn là điểm yếu của hắn, bởi vậy mới bị La Tu và Hạ Mộ Bạch cuốn lấy không thể thoát thân. Bây giờ Kim Tà bốn cánh đã trưởng thành, lập tức khiến tốc độ của hắn để thăng mấy chục lần, muốn đánh liền đánh, muốn đi liền đi. Hạ Mộ Bạch đánh bay Viêm Dương Hổ Lô, đang định thu chiếc hổ lô này vào trong đỉnh làm của riêng, đột nhiên thấy một con kim tằm vô cùng lớn bay tới. Diệp Húc đang đứng ở phía trên con kim tằm, đi tới đi lui nhanh như gió điện, tay cầm bản long kim trượng ầm ầm đánh xuống. Hắn cậy mạnh vô cùng, giơ tay nhấc chân là bộc phát mấy vạn cân lực lượng, giờ phút này sử dụng lực đạo toàn thân, một trượng cũng đập bẹp món vũ bảo này. Bang một tiếng, trượng thứ hai của hắn hạ xuống, khẩu của Phác Đồng đỉnh này lập tức chia năm xẻ bảy, món vũ bảo này đã hoàn toàn bị hắn phá hủy. Đỉnh đầu Diệp Húc bay ra ác dao, mở miệng ngậm lấy Viêm Dương Hổ Lô bảo vệ quanh thân hắn. Tiểu đệ đệ, dùng sức lực còn bố thí mẹ mà ra ngăn cản thúc thúc đi. Diệp Húc cười ha hả, ánh mắt lóe lên,
hoàn toàn động sát khí với Hạ Mộ Bạch, phất tay một cái, một trượng nặng nề nện xuống. Hạ Mộ Bạch không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng vu pháp của cửu đỉnh hợp nhất để mạnh mẽ ngăn cản lại một kích này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tiểu tử này chẳng lẽ là người của Ngũ Độc Giáo hay sao? Không ngờ còn luyện chế một đầu thượng phẩm kim tam. Thực lực của Ngũ Độc Giáo bình thường nhưng lại hoành hành ngang ngược ở lĩnh Nam, đúng chỉ là một bọn nhà giàu mới nổi. Cho dù là Lệ giáo chủ của bọn chúng còn sống cũng phải ăn nói khép nép trước mặt Hạ gia ta. Hắn vẫn chưa biết lai lịch của Diệp Húc, chỉ nghe người khác gọi hắn là Diệp đà chủ. Cho đến tận bây giờ nhìn thấy kim tam bốn cánh mới biết Diệp Húc là người của Ngũ Độc Giáo. Ầm một tiếng, Diệp Húc nện xuống một trận khiến đại đỉnh trên đầu của hắn chấn động kịch liệt, vô số phù văn kỳ quái bị phá nát. Hạ Mộ Bạch kêu lên đau đớn, hai chân hắn chìm sâu vào trong núi đá. Tiểu đệ đệ, cởi quần ra cho thúc thúc đánh cái rắm nào. Diệp Húc cười ha hả, cảm thấy chính mình rất có hứng thú mắc ói làm quái thúc thúc. Thế nhưng hắn ra tay không hề do dự, tay nâng kim trượng đánh xuống, khiến cho Hạ Mộ Bạch cả người đều lún vào trong lòng núi. Tiểu tử thối, ông nội nhà ngươi đã tức lên rồi. Hạ Mộ Bạch đỏ bừng mặt, thôi động cửu đỉnh vu hoàng quyết, gắt gao chống cự, rên lên mấy tiếng. Tiểu tử thối, còn dám kiêu ngạo sao? Để Diệp thúc thúc thay bề trên nhà ngươi dạy bảo ngươi nào. Diệp Húc sát khí đại động, một trượng quét về phía hắn. Cùng lúc đó, tiến lên kim tàm chuẩn bị đánh rớt hộ thân đại đỉnh của hắn, sau đó lệnh cho kim tàm ăn luôn tên tiểu tử này. Oanh một tiếng, hàng nghìn hàng vạn ánh đao bổ lên trên người, trên ác dao nguyên khí của Diệp Húc, đập nát con ác dao nguyên khí này. Viêm Dương Hổ Lô rơi xuống, La Tu nhân cơ hội đánh tới, huyết ảnh gào thét ầm ầm. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, một đầu nguyên khí giao long khác thò đầu ra, mồm ngậm Viêm Dương Hổ Lô. Chiếc hổ lô cao hơn một người này là hộ thân pháp bảo của hắn, chủ yếu để phòng bị huyết thần kinh của La Tu, khiến một thân tu vi và bản lĩnh của La Tu chỉ có thể phát huy được 4-5 thành, mọi phương diện đều bị quản chế, bởi vậy chiếc hổ lô này tuyệt đối không thể bị mất được. Nếu không có chiếc hổ lô này thì hắn cũng không ngăn được huyết thần kinh của La Tu. Nếu bị huyết ảnh ám lên người thì chỉ có đi đời nhà ma. La Tu không dám lại gần, trong tất cả vũ sĩ đã tiến vào vu hồn giới, tu vi của hắn cao nhất, hắn vẫn tưởng rằng mình có thể đại sát tứ phương, khiến tu vi của mình tăng lên mức cao nhất. Không ngờ gặp Diệp Húc lại bị bó tay bó chân, một thân bản lĩnh không thể phát huy hoàn toàn, khiến hắn tức đến chết. Hạ lão đệ, chúng ta không đối phó với cái tên tiểu tử này, đi mau thôi. La Tu phóng người lên, chạy thẳng về phía cơn cuồng phong xa xa. Hạ Mộ Bạch cũng nhân cơ hội thoát thân, chạy trốn song song cùng hắn. Tốc độ của hai người cực nhanh, giống như phủ quang lực ảnh. Đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng xé gió, hai người quay đầu nhìn lại đã thấy Diệp Húc ngồi trên kim tản bốn cánh đuổi theo, tay cầm kim trượng đằng đằng sát khí. Chiếc bản long kim trượng bị nguyên khí của hắn điên cuồng thôi động, hai con kim dao chuyển động càng ngày càng nhanh, dần có dấu hiệu thoát ly quyền trượng. Nếu hai con kim dao này bay ra khỏi thân trượng, lúc này bản long kim trượng mới được coi là một vu bảo chân chính, có uy năng vô cùng mạnh mẽ. Họ Diệp, ta khuyên ngươi phải có lòng khoan dung, đừng bức người quá đáng. La Tu cả giận nói, tốc độ của kim tàm bốn cánh còn nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau hai người. Diệp Húc vung trượng lên, nện xuống. La Tu gầm lên, vạn ảnh đao trong tay tuôn ra hàng nghìn, hàng vạn ánh đao sặc sỡ lóa mắt. Khi hai người các ngươi chém giết ta, tại sao không có chút nào khoan dung độ lượng vậy? Diệp Húc bất động, cứ để cho ánh đao tự do chém lên người, tiếp tục một trượng đập tới. Những ánh đao này tuy linh hoạt và sắc bén vô cùng nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn và khiến hắn bị thương. Oanh một tiếng, bản long kim trượng đập nát bét vạn ảnh đao. Chuôi kim trượng này tuy chưa trở thành vu bảo chân chính nhưng cũng vô cùng nặng, ngoài ra còn cứng rắn hơn xa những vu bảo bình thường khác. Một kích liền hủy đi một kiện vu bảo, khiến La Tu sốt ruột vô cùng. Ngay sau đó, Diệp Húc lại nâng trượng lên đập xuống hậu tâm của La Tu. Lần này La Tu không phải là tiếc của đến chảy máu mà thật sự là hộc máu. Nhất là hắn lại thấy Hạ Mộ Bạch không ngờ bỏ lại hắn, nhân cơ hội trốn mất tam mất tích lại phun ra một đống máu huyết. Hắn liều chết cứu Hạ Mộ Bạch, không ngờ tên mao đầu tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, bỏ hắn mà chạy, căn bản chưa hề nghĩ đến chuyện ra tay cứu hắn. Diệp Húc quét ngang quyền trượng, thân trượng xẹt qua hư không, lưu lại từng tầng ảo ảnh. Một trượng đánh ra, cuồng phong gào rú như một tòa núi lớn đè xuống muốn giết chết hắn. La Tu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quanh thân toát ra từng đạo huyết ảnh bay ra khắp bốn phương tám hướng, khiến Diệp Húc không phân biệt được đâu mới là chân thân của hắn. Diệp Húc trên đâm dưới đập đánh về phía huyết ảnh, lôi hỏa phía trên Viêm Dương Hổ Lô đem đốt cháy sạch sẽ đám huyết ảnh đó, một đám tan thành cho bụi. Tuy vậy vẫn còn nhiều huyết ảnh chém về phía hắn. Ở bên ngoài hơn 10 dặm trong một khu rừng, đám huyết ảnh đó nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Bóng dáng của La Tu chậm rãi xuất hiện, nhổ ra một khẩu máu tươi
sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hung hăng nhìn về phía Diệp Húc. Hắn bị Diệp Húc dùng viêm dương lôi hỏa thêm một lần, ước chừng tu vi sẽ bị hao tổn một phần. Cảnh giới hiện giờ của hắn từ chân nguyên cửu phẩm trực tiếp rơi xuống chân nguyên tam phẩm, tu vi giảm mạnh. Người đợi đấy, đợi thiếu gia ta khôi phục tu vi, tu luyện đến hạo nguyệt kỳ, thủ mới hận cũ sẽ cùng nhau tính, khiến người vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn có tên tiểu tử thối tha họ Hạ kia nữa, không ngờ bỏ ta mà chạy, thiếu gia ta cũng muốn hút khô máu của ngươi. Ánh mắt của hắn âm độc, ôm nỗi hận đi về phía vạn yêu quật. Hắn vốn tu luyện huyết thần kinh, dựa vào hút khí huyết của tu sĩ mà tăng cường tu vi. Nếu hấp thu khí huyết của yêu thú sẽ để lại khiếm khuyết rất lớn, nhưng bây giờ hắn hận Diệp Húc đến tận xương, một lòng muốn đẩy Diệp Húc vào chỗ chết nên bất chấp nhiều như vậy. Trên không trung, Diệp Húc cưỡi kim tản bốn cánh bay chậm chậm không mục đích. Hắn cười nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi đang trốn ở đâu vậy? Mau ra đây cho thúc thúc thương nào." Thế nhưng Hạ Mộ Bạch làm sao còn dám lộ mặt đây? Hắn đã sớm trốn đi rồi. Hắn là thiên kiêu chi tử của Hạ gia, lần này được Thất Sát Cung mời đến, vốn tưởng rằng mình sẽ ra mặt quét ngang vô hồn giới, nào ngờ gặp phải nhân vật so với hắn càng thêm biến thái. Hiện giờ dũng khí và ngạo khí của hắn đã bị Diệp Húc đánh tan tác, chỉ muốn trốn đi không cho Diệp Húc phát hiện. Chẳng lẽ ta đã là vô địch rồi sao? Cuộc đời thật là tịch mịch như tuyết à. Diệp Húc buồn bã thở dài, vênh váo hò hét nói: "Tiểu tử lông vàng, chớ có nói khoác." Đột nhiên bảy tên đệ tử Thất Sát Cung xông lên ngăn trước người Diệp Húc. Một gã vũ sĩ trong đám đó cười lạnh mà nói: "Tiểu tử, tìm kiếm được không ít bảo bối phải không? Mau giao lộp cả ra đây, chúng ta sẽ tha chết cho ngươi." Diệp Húc không nói một lời, kim tản bốn cánh dưới chân trực tiếp bay đi như một tia chớp, lao về phía đỉnh đầu của tu sĩ đó. Sắc một tiếng nuốt cả người hắn, miệng lớn dính máu, nhai hai phát, cả xương lẫn thịt đều nuốt vào bụng. Sáu tên vũ sĩ khác đều nhao nhao gầm lên, tế lên vũ binh vũ bảo của chính mình, nhao nhao đánh về phía kim tản bốn cánh. Những vũ binh vũ bảo này đánh lên trên thân của kim tàm, ánh lửa văng tung tóe khắp nơi, thế nhưng không mảy may làm tổn thương đến nó. Diệp Húc thao túng kim tàm giết tới giết lui trong đám người ấy, trong nháy mắt lại có mấy người rơi vào bụng cổ trùng, còn lại hai người đã sợ hãi muốn chết, vội hét lên một tiếng chạy về phía hai hướng bất đồng. Muốn chạy sao? Diệp Húc điều khiển kim tàm trong chớp mắt đuổi theo một trong hai người, một ngụm nút luôn kẻ đó. Tên còn lại thừa cơ trốn vô tung vô ảnh, chui vào trong rừng biến mất luôn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn không có thần thông tìm kiếm trong trời đất, những người này chỉ cần chạy trốn là rất khó tìm được. Lúc này hắn bỏ đi ý niệm đuổi giết trong đầu, đem thu hồi những bảo vật của họ vào trong ngọc lâu. Trong những bảo vật đó, vũ binh và tài liệu chiếm đa số, tuy rằng đều hiếm thấy nhưng còn chưa lọt vào mắt Diệp Húc. Hiện giờ có thể khiến cho hắn để mắt chỉ có thể là vũ bảo hoặc các loại chu quả hiếm thấy mà thôi. Hắn tiếp tục bay trên trời, cũng thủy chung không tìm thấy hai người La Tu và Hạ Mộ Bạch. Những vũ sĩ khác thì lại gặp không ít, đều hô muốn đánh giết hắn. Những kẻ khác ai cũng phải cẩn thận tránh trong núi rừng vụng trộm mò mẫm phát tài, chỉ có mình hắn lờ lờ phía trên bầu trời, kiêu ngạo đến cực điểm, lập tức khiến cho không ít kẻ mơ ước muốn giết người đoạt bảo. Nhưng sau khi đã có hơn 10 nhóm người thì không còn ai có can đảm muốn tìm hắn nữa. Trước giờ số lượng vũ sĩ chết trên tay hắn khoảng hơn 30 người, ngoài ra bị núi lửa bùng nổ mà chết đi là 10 tên vũ sĩ, tổng cộng chừng hơn 50 tên. Năm môn phái tổng cộng phái ra 150 tên vũ sĩ, có 3-4 thành là chết trong tay của hắn, còn 2 thành là chết trong tay của La Tu. "Diệp lão ma đến rồi, mọi người chạy mau, chạy mau." Diệp Húc điều khiển kim tàm vừa bay đến bên ngoài một khe sâu, liền gặp 10 tên vũ sĩ chạy tán loạn bốn phía như gặp phải ma quỷ. "Chẳng lẽ ta lại khủng bố như vậy sao?" Diệp Húc sờ sờ mũi, phẫn nộ mà nói. Thông thiên khe sâu là một đường đi thông tới tầng thứ 2 của vũ hồn giới. Khi hắn bay tới phía trước, liền thấy khe sâu này là do một ngọn núi lớn chia làm hai nửa. Ở giữa có một con đường núi nối thẳng đến vũ hồn giới tầng thứ 2. Trong cốc, cương phong gào thét, sức gió mạnh mẽ lại lạnh lẽo vô cùng hiếm thấy, áp cho không khí biến thành màu xanh nhạt, bọc lấy từng khối băng và loạn thạch to nhỏ ném ra phía ngoài. Bay càng gần, tiếng gió lại càng to. Diệp Húc dừng trước mặt khe sâu, thu kim tàm bốn cánh lại, chỉ thấy tiếng gió như tiếng mấy trăm con trâu đực cùng nhau giống giận đến long trời lở đất. Đây là sau khi vũ hồn giới chủ chết đi, nguyên thần phân giải mà thành cương phong sát khí. Muốn đi vào tầng thứ 2 vũ hồn giới thì phải xuyên qua nơi này. Bách Khoa Cung và Lam Môn Phái mấy lần mở ra vũ hồn giới, phái đệ tử tiến vào trong đó, ý đồ muốn khai thông không gian tầng thứ 2 nhưng đều không thành công. Có không biết bao nhiêu người đã chết ở trong cái thông đạo này.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 27 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.